Ôi tắt hiệu ứng nha mọi người, giật quá trời luôn rồi. Ôi má ơi má ơi má ơi má ơi, nó lắc. Tắt nha, tắt hiệu ứng nha cả nhà. A là T điểm C hả? Hãy để anh chăm sóc em, sống với em yêu suốt đời. Chọn đời này nguyện si mê em mãi không rời. Ngồi bên anh mà chẳng thấy anh, đi cạnh anh mà chẳng nói chi. Chắc giờ đây thải lưng là ẹt tép bi á. Đã không có hình bóng của anh. Ngồi bên em mà như chẳng quen. Cái này ẹt tép bi á mọi người. Vì có lẽ những tiếc nuối trong em giờ đây không còn. Chẳng còn yêu em, chẳng còn nhớ em. Đành quên hết cái sống không có anh kề bên. Tình yêu em trao cho anh dấu muôn ngàn sâu vẫn thế. Để quên đi bao yêu thương chắc không thể. Ông sợ anh Teppy tháo hết khán đọc rồi. Quên được bên ai, những khi buồn vui anh luôn có em bên mình. Người nhẹ nhàng quan tâm anh, cùng anh với những câu chuyện buồn. Người luôn mang cho anh nụ cười ngất ngây. Thế còn tình yêu anh đã bê ca cái nha mọi người. Không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây. Chẳng lẽ nói em yêu anh vậy sao. Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em. Nhìn anh không yêu nhưng lại nói anh hay rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng nên chia tay. Tình yêu với em mong manh vậy sao. Đi lòng bé bộ FPT hả anh ấy, đúng rồi anh ấy ơi. Anh đã chọn lựa rồi. Ô ô ô ô ô ô ô. Ê ạc này hồi xưa là ạc của tôi á. Hồi xưa là nhạc tôi lúc mà quay lại chơi game mà tôi mua ạc này á, Tiết Gia Yên á. Đông mà mọi người. Một người suốt đời này tôi chẳng muốn em bị tôi dối lừa. Thì thay vì tôi giấu kín thôi thì tôi nói hết rằng tôi đã hết yêu em. Đã không yêu thì thôi, xin đừng nhau làm chi. Nào xót xa tình ơi, anh hãy tìm si. Anh như anh danh trên trời, ngoài ngoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh. À! Chết mẹ! À! Đi vô đã. Đây, đèn phiêu cho mấy con quỷ. Đèn phiêu thì bị dính chụp. Đèn phiêu mọi người. Đèn phiêu nó quýnh má nhỉnh ra. Đèn phiêu đã không yêu thì thôi. Cái nó quýnh. Tết à anh chuối hả? Xin Linh nhạc bạn đang nghe được không? Linh hả? Linh trên tết không có gửi được. Bạn cứ lên bấm nhạc hệ thập cẩm max sub 89 nít á là nó sẽ ra.
cái giảm kháng âm tính sao vậy hả? Giảm kháng âm của cái nào? Một điểm giảm kháng âm nó tổng được khoảng 0.1% đem thuộc tính á. Nhưng mà hồi nãy cái khúc kia mắc cười, đã không yêu thì thôi, chưa kịp yêu nó quýnh muốn má nhịn. Sao qua vỏ đen rồi hả? Ad này nó chuyển rồi. Thích mấy linh nhạc hoa của Hùng hay nghe hơn hả? Nghe hoài niệm vải hả? Thôi bây giờ mình nghe nhạc Việt đi mọi người. Nhạc tám nhạc thế hệ 89X cũng hay chứ bộ. Kia nè, con này là con hoa mộc lan đấy. Có người tên em chơi phố được xuôi, người đã nói rằng yêu mãi em, dù năm đổi thay. Ủa sao bên mình đâu hết trơn hả mọi người? Ủa đang hát đang phiêu quá trời mà không thấy màu xanh thấy màu đỏ không à? Alo bên mình đâu rồi mọi người ơi? Ta biệt ly. Rồi chuẩn bị biệt ly rồi mọi người. Cái gì mà tép bi dính trùng không vậy má? Trái đất như lần quay, sao thấy mưa rơi hoài. Người quay bước, cầu mong anh được vui. Ở nơi phương trời xa, có bao giờ anh nhớ em nơi vòng trời. Vẫn mong anh về đây, chung với em đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mang theo suốt cuộc đời. Vẫn mong em về đây. Trời ơi, mấy ông vẫn ngồi tranh cãi vụ Thần Long Mobile hả? Thánh thần thiên động. Hên quá, hên không có chơi game đó, chơi game đó giờ vô ngồi cãi tới tôi luôn đó rồi. Cảm ơn đơn giản đã follow cho mình nha. Cảm ơn Riz19 nha. Thiên Long gì đây anh chuối hả? Này Thiên Long thời thời FPT đó em. Đừng mà, sao lại như vậy? Thải Lưng là Teppy, Cảnh Diệu vẫn là Cảnh Diệu. Cảm ơn Trương Minh Thi nha. À, đừng mà. Khổ quá à, mấy huynh ơi. Ôi. Cái bên tên máu lạnh hồi xưa còn không ạ? Cái bang đó hình như bên kia là server thông thiên đúng không? Vẫn còn nha. Không chịu đâu, méo mèo mèo. Hay khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại. Đào Hoa Trận hả? Đào Hoa Trận cũng gợp về đây nè. Bao giờ trên thế gian ăn chuối quá ăn hả?
Đào Hoa Trận thì nó nằm trong đây server Đào Hoa Trận hồi xưa có boss, hồi xưa có boss nào ông nói tên, ông nói tôi một cái tên đó đi để tôi định hình cho. Hồi xưa server đó có boss nào? Đào Hoa Trận là có boss nào? Nó hút tên nữa nè. Ủa cái gì vậy? Rồi không được rồi, táp cái độc cơ. Không, bây giờ thành cờ lâu nè. Cá mô công là có boss nào? Đó, táp cái độc cơ. Táp cái đầu comment cái là bị mọi người bị hút rồi mọi người ơi. Em Phương bây giờ là Bảo Lâm tranh bá. Rồi đó, là Bảo Lâm tranh bá đó, Đào Hoa Trận bây giờ là Bảo Lâm tranh bá. Ok chưa? Rồi. Người mới vô đua kịp không anh á? Chắc chắn là không nha, người mới không nên chơi game này. Né càng xa càng tốt. Mình ghiền Thiên Long, mình kiếm game lậu, mình chơi nó hay hơn. Anh mai không rời xa nhé em. Em che chở em ngày đêm. Điều gì chẳng mong thêm điều gì. Rồi chỉ số ạc đó, ạc đó là ạc gì? Từ Huy ha. Từ Huy là huyền tố luôn nè. Từ Huy cũng là huyền tố luôn nè. Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em. Cái gì vậy? Một nhẫn nào vô đây làm chi vậy bà nội? Nói mấy tao chưa vậy? Được hết. Không, ạc Sam 900 thôi, 900 thôi. Khuyến mãi trên livestream 900, chỉ 900 củ thôi mình đã sở hữu được một siêu boss. Hợp lý không? Hợp lý không? Idol nè. Rồi anh đạt này đánh không lại anh, kinh ghê đâu, kinh ghê đánh đào lắm. Kinh ghê quýnh nè, mấy trăm k không mà má ơi trời. Nổ đớ thì win. Không bút kịp luôn mọi người. Nó mạnh lắm. Vỏ chân bay hai chân dạp dạp hả? Ủa bay hai chân dạp dạp là sao ta? Để thử coi. Thử coi nè. Ừ mắc cười thiệt chứ. Nhưng mà thấy hình như dường như phái nào nó cũng bay như vậy mà đúng không ta? Không, bạn này không kháng được kinh nghe, không đâu có kháng được. Kinh nghe không ai kháng được hết đó. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Phú đã follow nha. Ôi nghe nhạc chiêu quá mọi người. Không kháng được. Nãy tính ăn gian cho nga mi ra bơ máu, ăn gian quýnh nóng lại người ta, nó ghê quá. Rất nhiều kiểu nhau. Trong game TC thì tin túc nó vẫn mạnh, nhưng mà trong bản mobile thì thấy mọi người chơi nhiều ha.
đồ mình kìa. Không, không kháng được. Full kháng độc tao. Đánh cả hai luôn. Hình như là vậy á. Hôm qua từ ngày chúng ta chung. Ác này là Mẫn Thiên nè, Ozia. Tim trước chuồn đường mong chờ dù là phút giây. Đêm ngày qua giấc mơ thủy thiêu. Mãi mong một tình yêu. Rồi sẽ tìm thấy mình trong cơn mơ nhỏ nhòi. Không có ạc nào cũng full trùng luôn á mọi người. Tại vì mình soi cho mọi người coi là mình soi ạc boss đấy. Nè. Ạc này là Hương Phi. Ủa phải không ta? Phải Hương Phi không ta? Hình như không thì phải. Đúng rồi, này Hương Phi. Không phải ai cũng full đâu mọi người. Mọi người đừng nghĩ như vậy. Full trùng một ạc mấy trăm củ đó nè. Full dữ chưa. Chắc không quá. Không biết nữa, tại vì không có chơi Thần Long Mobile nhiều. Mà thấy dạo này Thần Long Mobile nhiều phối ra sao mọi người nhiều. Thấy mọi nhiều bạn mà hỏi quá. Tiểu Anh không có on. Tiểu Anh với Cảnh Đế không có on. Ngày xưa đó đôi ta hẹn ước trong tim một lòng có nhau, sẽ mãi yêu nhau trọn đời. Rồi mang dấu nào chỉ có riêng anh một mình vẫn vương. Người ngàn mây trôi phương nam. Mong em qua bao đêm cho tim này xót xa. Anh chỉ nói xót xa. Tiêu Dao với lại Võ Đen, ai lăn ba sao hơn ai đồn á? Mình coi khoảng cách nè. Võ Đen là khoảng cách cự ly hiệu quả 20m. Tiêu Dao lăn ba bao nhiêu? Võ Đen thì 20m, còn Tiêu Dao thì bao nhiêu mọi người? Tại hôm không có on nẹt Tiêu Dao á. Mọi người coi vào đây nè. Không đến 20 có nghĩa là mình sai, mình lăn xa nhất là 20m. Còn không là mình lăn tại chỗ á, lăn nghe lăn cái đùng nghe đó. 18m hả? Vậy là Võ Đen xa hơn. À, mình chỉ vô mình kỹ kỹ năng mình coi được mà. Mình xa hơn 0.2. Cảm ơn Võ Phước Khang đã follow nha. Ẹt Minh Khôi bán lại bao nhiêu không? Hồi đó mình chơi Zero Thông Thiên thì bán lại với giá là 700 củ hay 800 củ gì đó không nhớ nữa. Solo 1 vs 1.
Ở trong game này thì không có minh giáo, game này không có boss minh giáo. Chào gạo 8x mà 6m7 máu là cũng ghê lắm á mọi người. 8x mà 6m7 máu là ghê lắm ấy. Tại 8x không có boost được ám khí. Cái gì? Đợi Hùng tí xíu rồi, để Hùng BK cái. Nhiều comment nó đọc không kịp luôn á. Nào giờ ra đọc được nè. Tập thể dục à Hùng hả? Tập thể dục đâu má nó dí chạy muốn tuột cái quần xì luôn. Tập thể dục. Nó quýnh muốn tụt cái quần xịp luôn. Bảo tập thể dục. Cái này gọi là chạy điền kinh luôn á. Kiểu giống như là gọi là thi luôn rồi chứ không phải là tập thể dục nữa. Chạy kiểu như là điền kinh SOS kiểu vậy á. Ad chính của anh Hùng tên gì ạ? Kinh Kha còn chơi không à? Kinh Kha nghỉ lâu rồi. Này là mình là vận động viên điền kinh đó chứ không phải là tập thể dục. Hạt chính của anh Hùng tên gì ạ? để suy nghĩ cho mình có hạt chính không mọi người. Nhiều hạt quá không biết hạt, không biết con nào chính hay là con nào dai chính, con nào dai phụ. Hãy
Có tàn hình nó chạy kìa. Chạy hả cô bé? Cô bé chạy đi đâu đó? Hello Silly. Hello Silly cô gái. Thương yêu mà chưa... À, cô bé chạy về đây cũng gặp mình thôi cô bé ơi. nhạc chiêu quá mọi người. Tâm huyết không, không có nào, không có con nào tâm huyết hết trơn. Thôi giờ con nào nhiều tiền là bán. Ơ không có được nói tới cái đó đâu, quên á. Thôi đừng có hỏi tới mấy cái vấn đề gì mà kinh tế đó được không? Đừng có nói tới mấy cái gì, vấn đề kinh tế đó. Hồng Chuối cứ vạ miệng cái nói hồi nó phá mất cái livestream của Hồng Chuối luôn á. Đế Vương gặp ai vậy anh hả? Gặp Vũ Trúc em ơi. Rồi xong luôn. Bạn bị đình chỉ livestream luôn rồi nè. Rồi. Xong rồi đó. Bạn bị đình chỉ livestream rồi giờ sao? Nói chưa? Tại mấy ông á. Là không có được like nữa đúng không? Đó nghe nè. Bạn bị đình chỉ quyền truy cập bảng xếp hạng liên tục vì nguyên tắc cộng đồng. Quyền truy cập bị đình chỉ là sao? Là không like được nữa đúng không? Ồ, thấy chưa, đã kêu đừng có hỏi tới mấy cái vấn đề bao nhiêu, đừng cái vấn đề đó mà thấy ghét ghê luôn á. Khà đó, mấy ông còn vui quá, ăn tôi ăn gậy mấy ông vui quá. Ui da, ra đây còn gặp mấy anh cái bang đó mấy anh ơi. Tắt mở lại hả? Nó báo nhưng mà chắc là Hùng Chuối nghĩ là bị khóa mấy ngày rồi đó, nhưng mà không sao, kệ đi. Chừng nào hết khóa hay like lại. Chứ giờ biết sao. Không biết có bị mất nó xong không biết nữa, tại hồi đó giờ cũng bị ăn gậy ngoài. tại vì bên đây nó khó hơn. Ủa mà sao Hào Phạm biết ăn gậy vậy? Nó hiện lên mọi người thấy hả? Sao mọi người biết bị ăn gậy? Cái gì vậy? S2 Su Kem mời thêm đội tôi, what the hell? Chẳng cần gì, ta biết chẳng còn gì cho nhau nữa đâu. Có ai từng yêu? Ủa nhưng mà sao ông biết tôi ăn gậy? Ông vẫn vừa. Nhưng mà có sao không mọi người, ăn gậy nhiều quá có sao không? Kiểu giống như là bị chọc vòng không nhiều quá có sao không? Ok, bên này nói chung kiểm soát ngôn từ đúng không? Ok. Tại hồi xưa like bên phở bò đó cứ tự do ngôn luận à. À vậy hả? Không có bỏ bên nào cũng không có chơi nữa.
Anh Tiều anh Tiều tới. Ờ khóa 3 ngày hả? À hôm cuối thấy rồi, khóa 3 ngày rồi mọi người, vậy thôi 3 ngày sau không có gặp đâu nha mấy má. Tại mấy má đó, mấy má hỏi hoài à. Để coi nếu mà bị chừng nào hết, chừng nào. Chừng nào hết bị khóa đi hôm chuối sẽ. Chừng nào hết bị khóa đi hôm chuối sẽ ra lại. Ra đi. Rồi đường đôi đôi giới na 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 ngồi về. Mưa rơi lạnh lùng. Không sao còn chớp. Người dài đã nên biết anh nhớ em nhiều lắm. Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em đang ở đâu hãy về bên anh. Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh mây. Có một người bước qua biết bao cuộc tình. Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên. À, mấy con Nga Mi Hồng Mi đánh gì má dưới địa phủ nè má. Hết rồi, hết Nga Mi bút rồi, Hồng Chuối sắp chịu rồi. Sắp thôi, sắp rồi đó, sắp phải lăn vô thành rồi đó. Chúng ta nào đâu. Không biết, thấy nó bị báo, nó báo đình chỉ thôi, không biết đình chỉ là bị gì thì Hồng Chuối không biết. Đình chỉ thì sao thì Hồng Chuối chưa biết cái vụ đó. Hết máu rồi. Trời, trị liệu 149 vàng, what the hell man. Game này đâu được mấy chục năm, game này mười mấy năm à. Chỉ liệu một cái 149 vàng. Bơm ráo đi mấy bé Nga Mi ơi. Kỷ niệm cũng chỉ là con sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối vô bờ. Là mẹ tốn Hiện Kim không mà. Ờ đó đó vậy đó. Được á Hiện Kim được. Chứ đừng có nói tới mấy cái kia. Nó nói cái kia hồi đó đình chỉ vĩnh viễn luôn mà. Nghỉ like luôn. Mấy ông khỏi gặp tôi luôn. Vì em nào đâu hay biết anh lừa dối em. Ngày anh ra đi chẳng nói một lời. Một người ngồi quay tiếc nuối. Một người vội quay lưng đi. Á trời, thôi Không được rồi. Đúng rồi đó, live bên đó là nghỉ cỡ đồ luôn rồi đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đế dương bị lùi vô thành rồi mọi người ơi. bên đây mà cỡ ra một cái chắc bị đình chỉ vĩnh viễn luôn á mọi người. Rồi để thôi, để Hồng Chuối ra coi con không biết bị. Nó ghi là bạn bị nè, tôi đọc lại cho mọi người coi cái nguyên văn nè. Quyền truy cập đã bị đình chỉ. Bạn bị đình chỉ quyền truy cập bảng xếp hạng lý do liên tục vi phạm nguyên tắc cộng đọc hoặc nguyên tắc sử dụng tính năng like. Là bị khóa mấy ngày mọi người, hay là bị khóa luôn? Server này huyền tố. À nó nói vậy cho vui thôi chứ không sao thiệt không? Mình đọc lại nguyên văn cho mọi người nghe nè. TikTok Live Studio. Quyền truy cập đã bị đình chỉ. Bạn bị đình chỉ quyền truy cập bảng xếp hạng lý do. Quyền truy cập bảng xếp hạng là gì ạ?
Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đừng nói câu lừa dối, đừng bắt em phải mong chờ, đừng trách em lặng thinh vì rằng anh đã vô tình. Like tuần hay tháng à? Vậy không sao, Hùng Chú đâu có like thường xuyên đâu. Ờ cái đó Hùng không biết nữa. Mình cứ cố gắng bên nhau hạnh phúc vun đắp ai kia lối đi đến nơi. Tao bạn. Thằng bạn kiếm. Đâu phải không đâu, đâu không phải, đâu phải ngày nào cũng like đâu mọi người. 8 tháng nhiều khi 1 tháng like có 2 3 lần, 1 2 lần gì á. Đâu bạn kiểm duyệt TikTok đây có thì tao nói gửi cho. Ồ vậy luôn hả? Sướng dữ dạ. Cảm ơn Vũ Cường nha. Rồi giờ hết kèo rồi đó mọi người. Đế Dương vô rồi. Đế Dương đánh hết nổi rồi. Trụ hết nổi rồi. Ủa đây một gậy nói hành hay gậy. Vậy thôi 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 thôi. Vậy thôi. Vậy thôi ốp ốp like nha mọi người để coi coi có bị gì không nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye mọi người. Anh chẳng được mạnh mẽ em cũng hiểu. Vậy mà tại sao vô mặt anh lê lòi một mình. Đừng buồn chi em ơi. Vâng trăng đã khép kín. Gọi nhau mãi chỉ làm thêm đau. Em ước mong cơn mưa xóa tan đi.